Chờ mọi người, bé cháu bị bỏ đói nè, ốm như ốm nhách luôn. Tối qua tôi đi ăn phở gần nhà rồi mới thấy hai bé cháu bị ngược đãi nè, tội nghiệp quá trời quá đất luôn. Anh Thần ơi, nó ốm mà chơ xương luôn. Cảm động chú chó bị bỏ đói ở quán ăn đến nỗi đi còn không nổi, làm ai cũng rơi nước mắt. Một TikToker có tên Vitamin Mèo đăng tải làm ai cũng đồng cảm, thậm chí là rớt nước mắt vì sự xuất hiện của chú chó ốm nhom ốm nhách trong quán ăn. Mặc dù không biết chủ nhân của nó đối xử với nó như thế nào, nhưng nhìn vào thân hình gầy trơ xương ấy thì chắc chắn ai cũng phải mắt chữ O mồm chữ A vì quá ngạc nhiên. Cụ thể lúc này trời cũng đã tối, anh chàng trong đoạn clip có tạt vào một quán ăn để tiếp thêm năng lượng thì bắt gặp một chú chó đang nằm ưỡn ra trên sàn nhà. Nhìn em ấy làm ai cũng liên tưởng đến con đuông dừa vì khúc nào ra khúc nấy. Thân hình có phần hơi ốm, chỉ khoảng đâu đó 30-40 kg, làm ẻm đi còn không nổi. Đến khúc nó đứng dậy lại trông không khác gì một con cừu với đôi chân khá nhỏ nhắn, còn chiếc bụng thì ú na ú lần. Những bước chân chậm rãi của nó làm ai xem cũng mắc mệt, vì tầm này khả năng em nó thở còn không nổi, chứ đừng nói đến chuyện phải bước đi. Chứng kiến cảnh tượng này, bạn TikToker trên đã quay lại để làm bằng chứng, rồi sau đó đăng lên mạng xã hội với dòng caption: bảo ốm thấy thương. Bên trong đoạn clip, người này còn hài hước lồng tiếng với nội dung là một chú chó bị bỏ đói trông không khác gì đang bị bạo hành. Ừ thì đúng là con chó ấy, nó ốm thật, ốm đến nỗi nhìn qua người ta cứ tưởng đây là con đuông dừa phiên bản phóng to nhờ có đèn pin của Doraemon, chứ chẳng phải là con chó. Thứ duy nhất trên người nó ốm có lẽ là chiếc đuôi, còn đâu hoàn toàn trái ngược, làm ai cũng cười muốn quặn ruột. Câu chuyện cảm lạnh của hot TikToker trên ngay lập tức nhận về cơn mưa thả tim cùng hàng chục ngàn bình luận. Thế mới thấy mọi người dành tình yêu cho chó mèo là lớn đến nhường nào. Bên cạnh đó, nhiều người còn tag bạn bè vào video vì cho rằng nhìn em chó này lại nhớ đến đứa bạn nghiện trà sữa. Với cái đà ăn không kiểm soát thế này thì sớm muộn gì cũng ốm trơ xương như chú chó trên là cái chắc.